Hello, xin chào anh em mình nhé. Thì chào mừng các bạn đến với cái channel hướng dẫn trồng cây của Toàn. Thì kênh của Toàn thì hiện tại là Toàn là một shop chuyên về cây cảnh. Thì Toàn cũng hay đi rừng đi núi, những cái video Toàn quay rừng núi cảnh lấy cây và những video hướng dẫn các bạn làm trồng cây, dăm cây, chiết cây. Các bạn nào thích những cái loại cây nào mà các bạn không biết, các bạn cứ để inbox lại Toàn sẽ hướng dẫn. Hôm nay Toàn sẽ tập trung review cho các bạn xem. Là lần trước là mình có làm một cái video đó, là hướng dẫn cách ghép cái cây tường vi bằng lăng vào cái ghép tường vi và bằng lăng vào cái cây bằng lăng các bạn ha, bằng lăng núi mình á. Thì lần trước là Toàn đã làm video hướng dẫn rồi. Các bạn nào mà muốn xem lại cái video hướng dẫn đó, các bạn có thể vào đăng ký kênh mình vào đó xem lại. Hôm nay mình chỉ tập trung review xem trong hai cách này, cách nào thì nó sống nhanh hơn và tỷ lệ nảy mầm gọn nó như thế của các nhánh này như thế nào. Thì Toàn ghép cũng được gần một tuần rồi nha các bạn ha. Các bạn xem video mà hướng dẫn ghép các bạn sẽ để ý. Thì hiện tại là Toàn thấy là cái cách mà các bạn quấn bằng cái bị này nè, đó, quấn bằng cái bị ni lông như thế này nè, đó. Còn cái cách mà chùm bị ni lông này thì là cách hai nha các bạn ha. Đối với cách một này hiện tại là mình ghép 5 cành thì 5 cành đều ra chồi hết rồi các bạn. Đó, mình sẽ review cho các bạn xem cái chồi nó ra như thế nào nha. Đây nè, chồi như thế này nè các bạn, chơi một tuần nè. Đâu ta? Cái này đúng không? Đây, các bạn thấy cái chồi này không? Đó. Nó khi mà nó bung chồi ra các bạn ha. Nó bung khỏi cái lớp bạc quấn luôn các bạn à. Đó. Hiện tại nó lên được hai chồi, nhưng mà một chồi đã bung ra khỏi bị bong bóng này. Một chồi đã bung ra khỏi bị bong bóng này các bạn thấy không? Một chồi này là đã bung ra khỏi bị bong bóng. Còn cái chồi trên thì nó chưa bung, cái chồi trên là đây, nó chưa bung nha các bạn ha. À nó cũng ra rồi đó các bạn à. Đó, nó đang đi tược đó. Tiếp theo là cái thứ hai này. Cũng là cách ghép một này các bạn ha. Đó, cái chồi nó bung xanh lên các bạn, nhưng mà nó chưa đãi bị bong bóng ra nha các bạn ha. Đó là cái mầm của cái nhánh ghép đó, nhưng mà nó chưa đãi ra các bạn thấy không? Đó, cái mầm nhánh ghép rất là to nha các bạn, mà nó chưa đãi ra. Để mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem, tại nó lấy điểm ảnh thôi ấy, cái này nó bị ngược sáng rồi các bạn ha. Đó, các bạn thấy cái chồi nó không xanh lè đó. Đó, nó đang lên đó, nhưng mà nó chưa bung khỏi bị nha. Nó không phải như thằng này đã bung khỏi bị rồi nè. Đó, thằng này nó bung khỏi bị rồi các bạn thấy không? Đó, nó bung khỏi bị rồi đó. Tiếp theo nè, mình sẽ quay tiếp cái nhánh khác cho các bạn xem nha. Đó, cái nhánh này nè, cũng là nhánh này nè. Đó, các bạn thấy cái chồi nó đu ra, bung ra nha. Đó, nó bung chồi ra ngay chỗ đấy. Các bạn thấy chồi không? Nó ngược sáng. Đó, nó bung như nhánh này á, như nhánh này thì nó bung ra tới lần hai chồi này bạn, một chồi này đó các bạn ha. Chồi này chưa đãi ra khỏi bị này. Đó, chưa đãi ra khỏi bị này đó. Còn chồi này thì đãi ra khỏi bị rồi nè, chồi đây đó. Đó, cái đọt này nè, đọt dâng ra ngoài đó. Để mình lấy điểm ảnh cho các bạn xem nha. Nó bị ngược sáng, nó mờ quá. Shop mình hiện tại đó, nó chồi nó bung ra như vậy các bạn. Chờ xíu nha các bạn, nó lấy điểm ảnh coi. Này nó bị ngược sáng các bạn thấy không rõ. Đó, bây giờ các bạn thấy rõ rồi đấy. Chồi nó bung ra khỏi bị xanh như thế nào các bạn ha. Rồi nó lấy điểm ảnh một xíu thì nó sẽ rõ thôi các bạn ạ. Đó, mình đưa lên cao mình quay như này coi nó ngược sáng không các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái chồi nó ra đọt bung ra khỏi bị bong bóng luôn rồi đó. Cái chồi nhỏ nhỏ đấy. Đó, ngay chỗ đây thì chưa bung này. Đây nó mới có bung nhẹ này các bạn thấy không? Chỗ đấy. Đó, chỗ đấy thì bung nhẹ thôi. Đó là cái cách mà các bạn, thằng này nó cũng ra rồi mà nó chưa bung này bạn, cũng là cái cách đó luôn này các bạn. Ngay chỗ đây này, đó nó là một cục như đây đấy, nhưng mà nó chưa bung ra khỏi bị này đó. Đó, còn đó là cách thứ nhất nha các bạn ha. Còn cách thứ hai á thì mình ghép đây. Đó. Cách thứ hai thì hiện tại thì nó đã bung được nó bung đọt được một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, cũng được bốn nhánh rồi các bạn. Nó bung đọt cũng được bốn nhánh rồi, chỉ có một nhánh như này là chưa bung đọt này, nhưng mà không có thể là cái nhánh này nó bị nắng quá này các bạn ha, nó chưa bung đọt. Đây mình sẽ review cách hai thì nó nằm trong cái bị bong bóng, nhiều khi các bạn thấy không kỹ. Để mình kiếm cái hướng nào nó không ngược sáng cho các bạn xem. Xem trong cái bị nó sẽ có một cái đoạn non nó lên.
Đó các bạn thấy không? Cái đọt non nằm ở chỗ đấy, đó xanh xanh đấy. Hai đọt non nằm ngay chỗ đấy, xanh xanh đó các bạn thấy không? Đó. Nằm trong cái bị đó bạn. Nhưng mà cái tuột nó đi thì chưa mạnh bằng với việc là cái tuột của cái nhành ghép này. Đó, tuột nhành ghép này nó bung ra khỏi khỏi luôn này các bạn thấy không? Nhưng mà tuột của con này thì nó chưa. Nó chỉ mới cơ bản là nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, nhưng mà cách nào cũng được các bạn à. Như cách đây thì nó sẽ giữ được nó giữ được cái độ ẩm cho cái thằng tuột non. Nó giữ được cái độ, các bạn quấn trong bị này, giữ được cái độ ẩm cho cái đọt non thì nó cái đọt non khi nó không tiếp xúc nắng nó ít bị héo hơn. Còn thằng này thì mình thằng này thì đó. Nhiều khi nó gặp nắng, nó gặp không khí ngoài nó chưa quen có thể nó sẽ bị héo nha các bạn. Nên là chưa chắc có thể nó sẽ sống đâu. Nhưng mà đi tuột như vậy là các bạn ghép đã thành công rồi đó. À ha. Đó, cái đi tuột như vậy là các bạn thành công rồi đó. Cách nào như mình nói đó, cách nào các bạn ghép cũng ok hết đó. Tùy vào các bạn để nắng hay không nắng thôi. Và thứ hai nữa là tùy vào cái kỹ thuật lúc các bạn quấn, các bạn đi chặt sát hay như thế nào thôi. Đó. Như đằng đây. Mình đây. Đó, mình cho các bạn xem cái nhánh này. Cũng là sử dụng bị này luôn. À, nó có một cái tuột non trong. Nó bị ngược sát sáng các bạn, thấy không đó. Nằm trong bị đó nó có một cái u nhỏ nhỏ cũng không. Nó đi tuột lên đó. Nó bị ngược sáng các bạn thấy không rõ thôi. Chứ thật sự là không có cách nào không có một cách nào là ghép không thành công cả nha các bạn ha. Tại là các bạn lúc các bạn ghép cái kỹ thuật của các bạn làm á nó không ok. Có thể các bạn bóp quá mạnh. Hay là có thể các bạn để nắng quá đó. Chứ hoặc là cái tuột nhánh ghép của bạn nhỏ quá, nó không đủ ha. Nó nhỏ nó còn non quá đó. Một số nguyên nhân như vậy. Do các bạn lúc các bạn quấn bị chỗ đây nè, nó bị tuôn, bị xịt qua xịt xê lại đó. Đó. Là một này, hai là cái nhánh này nè, nhánh thân ghép này nó non quá. Ba là cái cành ghép của bạn này, cành ghép của bạn là giống ghép đó, nó cũng non quá. Đó. Hạt cành đây nó non quá, nó chưa đủ cái độ già các bạn ha. Đó, chứ còn cách nào ghép cũng được hết. Đó, có nhiều bạn mình ghép mình đưa lên, có nhiều bạn nói mình ghép ghép bằng bị bong bóng này nó sẽ dễ bị thối, ghép bằng cái miếng keo đen này dễ bị thối thân. Thối thân là do có thể là nó bị đọng nước trong đó, vào mùa mưa các bạn ghép bằng để đọng nước vào thôi. Nhưng mà hoặc là các bạn để bị thoát hơi ngay chỗ này đi, nó thoát nước ra nó không có ấy, nó bị chết thôi. Đó là do các bạn ghép. Chứ còn kỹ thuật ghép là như nhau, nó giống nhau hết, ai hướng dẫn cũng vậy hết. Nhưng mà do các bạn ghép không kỹ, thứ hai nữa người ta hướng dẫn không kỹ. Mình nói thật đó. Rồi mình ghép thì mình ghép đã chi tiết lắm rồi, mình cũng hướng dẫn chi tiết các bạn hết rồi. Và đây là mới có chỉ, thường thì ghép sơ 15 ngày thì sẽ ra chồi. Đây mình ghép mới có một tuần thôi, chưa tới một tuần rồi nó ra chồi hết rồi các bạn. Đó, và đây là hai cái cách mà mình ghép và đều thành công các bạn ha. Chỉ có điều là cái tỷ lệ mà lên mầm cho 5 cái nhánh ghép theo kiểu cách này nè thì nó đã lên hết rồi các bạn ạ. Còn cái thằng này thì nó chỉ lên được có 3 nhánh thôi, còn các nhánh còn lại thì mình chưa thấy nó lên. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó cũng chưa chết các bạn. Cái nhánh ghép nó chưa chết. Đó, thì nay mình review lại cho các bạn xem. Chứ có nhiều bạn nói sao ghép hoài nó chết. Thì như ngày xưa mình cũng vậy thôi, chứ mình ghép lúc nào mà ngày xưa mình ghép, mình để tới đâu nó cũng chết tới đó. Nhưng mà dần dần mình rút kinh nghiệm ra, mình học hỏi nhiều hơn. Đó, các bạn cứ xem đó là các bạn sẽ biết thôi. Nó đi tuột như thế này là sống này. Nó đi đọt non rất là đẹp nha các bạn ha. Các bạn cứ cố gắng các bạn làm thôi, đâu có cái gì đâu. Chết thì mình lấy nó lại thêm. Còn về tường vi là mình có bán tường vi nha các bạn ha. À, tường vi đỏ, tường vi hồng, tất cả mình đều có, giống hết nha các bạn ha. Bạn nào thích thì mình sẽ ấy. Vài hôm nữa thì mình đang chờ cái tường vi huyết long nó về. Tường vi đỏ huyết long mà về thì mình sẽ review cho các bạn xem cách để nhận biết là giữa màu hoa tường vi đỏ này, tường vi hồng này và tường vi đỏ huyết long như thế nào nha các bạn ha. Có nhiều bạn mua trên mạng về rất là bị lừa hoài à. Như những tuột mà mình đang ghép đây là đó. Bữa nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tổng hợp cho các bạn là những cách nhận biết là cái cây về cây tường vi và cây bằng lăng. Cái màu hoa của nó nha các bạn ha. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều màu hoa. Nhưng mà
người ta bán, người ta hay bị hay lừa. Thật sự mình cũng không hiểu tại sao là người ta lừa nữa, mà lừa để làm gì cũng không biết, không, mình cũng không rõ nữa. Mình chính xác màu gì thì mình bán màu đó thôi, mất công với lừa rồi chỉ cho mệt. Thôi video nó cũng dài rồi thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn ha. Thật ra thì mình cũng không định làm review cái này đâu, nhưng mà có nhiều bạn inbox nói ghép cách này không được, ghép cách kia không được, thì mình mới thử luôn làm một lúc hai cách. Thì giờ mình review nó thành công rồi, mình review các bạn xem đó. Đó, chứ mình cũng không có cao siêu gì đâu, mình cũng làm hoài rồi nó thành công thôi. Đó, mình ghép sống hết nha các bạn ha. Nhánh nào cũng đi tược hết rồi. Đó, tược rất đó, xanh lè lè nó đi ra này. Đó. Đó, tược đó bạn. Tược xanh hết đó. Đó. Nó đi ra đó. Ngay cả ghép bị này nó cũng có tược xanh, nó đi ra trong bị này luôn rồi nè các bạn. Chứ không phải là không sống đâu nha các bạn. Đó, tược xanh nằm trong đây này. Đó, nó đi đọt rất là kìa. Đó, hai cái tược xanh trong bị các bạn thấy không? Ở dưới này hai cái nữa nè. Đó. Sống rất là khỏe các bạn ha. Ok, thôi mình chào tạm biệt các bạn đây. Có gì thì các bạn cứ inbox lại phía dưới, mình sẽ trả lời hết lại cho các bạn những comment nha các bạn ha. Và chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha các bạn ha.